Đề gì? Rồi, xin chào tất cả các anh em ở trên NonoLip lần nữa. Ngày hôm nay chúng ta quay trở lại với cả nhện nhọ. Và đêm ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3K. Từng đó đủ để anh em comment bít bít chưa? Nào, rất buồn cười là tại sao nhé, sở streamer rất là thật lòng, sở streamer rất yêu nghề, sở streamer rất cố gắng, sở streamer rất chăm chỉ, sở streamer rất nhiệt huyết. Không hiểu sao nói cái câu 3K xong chẳng có ai comment bít bít. Rất buồn. Đáng lẽ là phải tỏ ra một cái gì động viên, ví dụ như là bít bít hay lắm anh hay là như thế nào đấy, chăm chỉ quá, nếu ai lại cha đi comment bít bít đâu thế nào. Bít bít là như thế nào ấy nhỉ, bít bít là comment bít bít ý. Amazing good job à, ok. Anh em comment amazing good good job được. Có cả viewer chăm chỉ xem không bỏ đoạn nào của anh nữa. Thế thì amazing good job anh em. Ok chưa? Bít bít anh em. Đấy, ok chưa? Mai em đi phỏng vấn công ty mới, chúc anh may mắn đi. Ok, chúc anh em may mắn mai đi phỏng vấn được nhận việc nhá. Xem 3K mắt thâm nhưng rất sướng thật. Nói thật với anh em tìm đâu ra sở streamer nào 3 ngày cuối tuần, từ thứ 6, thứ 7, chủ nhật ngồi với anh em đến tận 3-4 giờ sáng live sở stream, coi như là thuyết minh, phiên dịch, phụ đề. Mạnh mẽ không hề tỏ ra buồn ngủ hay là mệt mỏi. Lấy đâu ra, có hiểu nhận không? Tôi nhé. Rồi ngày hôm nay chúng ta quay lại với Spider-Man này. Trong phần trước tôi chơi thì nếu mà anh em theo dõi anh em cũng biết Miles Morales của chúng ta lúc này đang lâm vào cái tình thế có thể nói là rất là nguy hiểm và rất là khổ sở. Có thể nói là nhọ không kém gì Peter Parker. Nhọ chỗ như thế nào? Thứ nhất là người yêu thì là Tinkerer, lãnh đạo cái lực lượng Underground với cái âm mưu là sẽ đánh bom vào cái trụ sở của cái tập đoàn Rockson à? Bởi vì đây là cái tập đoàn đang nghiên cứu nguồn năng lượng mới, và nguồn năng lượng này rất có thể gây ra cái căn bệnh coi như là nguy hiểm trên toàn thế giới. Là em đang đặt bom người yêu mình. Trong khi đấy thì chú mình thì là Prowler, bên ngoài thì ra vẻ làm cái người bạn, làm cái người cổ vũ cho mình, chăm lo cho mình, bảo vệ mình, nhưng rất tiếc là đứng đằng sau lão ta lại là một cái coi như là có thể nói là tay trong của bọn Rockson. Cho nên hiện tại là Miles Morales của chúng ta đang phải đứng giữa coi như là bên tình bên hiếu đấy. Đi theo chú hay đi theo người yêu nhá. Hôm trước thì chính là vì lộ thông tin ra, thế là bị bọn nó bắt về. Bị bọn nó bắt về coi như nó tra tấn cùng cả người yêu. Khổ, mình tiếp tục xem như thế nào nhé. Cảm ơn Ben Ben 100k rồi, cảm ơn anh em Ben Ben. Gửi anh bát phở, ôi giời, phở này 100k, phở gì kinh thế, phở sướng à. Mai em thi rồi, vẫn cố xem hết 3k. Thế à? Cảm ơn anh em. Mà anh em coi như là thi vẫn cố xem 3K thì cảm ơn anh em quá, tuyệt vời luôn. Tuyệt văn vời luôn. Peter Parker mày có nghèo như tao không? Thật. Đây là sau khi mà thoát khỏi cái phòng tra tấn của bọn Rockson thì bây giờ là mình đang cùng với cả em người yêu đang vào đây đây. Đang đi cùng với Tinkerer đây. Em bảo tôi kiểm tra mấy cái máy tính. Em thì đang cố gắng tắt cái camera bảo mật ở cho mày đi. Đây là bộ đồ mà tôi vừa mới mở đây anh em. Bộ đồ nhìn trông khá bố đời. Cậu có tìm được gì không? Có cửa ra đây rồi. Đi qua cái văn phòng này. Cảm ơn Ben Ben. Phở gà 45kg à? Đầu tiên chúng ta cần phải đi qua cái chỗ bảo mật đã. Rồi, đi xuống dưới xa để xem mà gặp phải cái gì. Bộ này hơi bị đẹp luôn, nói cho anh em biết. Bộ hơi bị được, sao mình cứ về... Đừng đi, đừng thẳng lên xem nào. Cửa khóa rồi. Đừng thẳng lên, đéo hiểu mẹ. Làm nào cho thể đừng thẳng lên em. Rất bực, đừng thẳng mẹ lên người yêu nó. Đừng thẳng như thế kia, cứ thế này là thì đéo nào. Bực cả mình. Đấy lạ. Cho điện vào. Đi ở phía trên, em ở ngay phía dưới. Mình sẽ ở phía trên bảo vệ cho em bí.
Đấy rồi. Em sẽ hack cái hệ thống để nó không báo động. Còn mình thì đánh bại mấy thằng ở đây. Anh em nhìn tôi chơi cho mà xem đi nào. Nhìn và học tập đi nào. Nhìn và học tập đây này. Một thằng. Úi xô. Phong cách nhện. Đây là tư thế chiến à. Rồi tôi xử tăng thằng đã. Tìm những thằng nào đi một mình. Mình xử những thằng đi một mình không có bạn bè xung quanh. Đấy những thằng này chẳng hạn. Thí dụ thằng này chẳng hạn. Lên đây. Đúng kiểu nhện nó trăng tơ nhở. Tôi rất thích cái dáng người nhện mà khi mà thả cái tơ xuống xong rồi xong rồi chổng ngược đầu ấy. Thích cái dáng rất là đẹp. Đây cái dáng kiểu như này này. Đấy hai cái chân nó bám vào trong cái tơ xong rồi nó hơi khòng 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 tí, dáng đẹp thật. Trông nó có một cái thứ gì nó lực ấy. Thứ gì nó lực cảm giác vậy. Để đây. Áo người nhện tự nhiên có cái mũ vào trông vừa chẩu vừa. Thế thằng này chả chẩu. 17 tuổi chả chẩu. Không chẩu mới là lạ thật đấy anh em. Thời mà tôi 17 tuổi tôi còn chủa chẩu gấp 10 là anh em. Tôi thề luôn. Thời bằng tuổi anh em tôi chẩu gấp 10 là anh em mà. Thề. Tôi chẩu lắm. Rồi. Đây bây giờ sử dụng đến tuyệt chiêu này. Cài bom. Đi đây đây đây. Hai thì đi vào đây đây. Bố lão bố lều này. À, còn hai anh này thì có khi là giết luôn cho nhanh nhỉ. À thôi từ từ. Nghệ thuật. Đây rồi nghệ thuật. Xem tôi chơi nghệ thuật đây này. Okay. Ready for another computer. Nghệ thuật. Nghệ thuật. Buông cái này ra. Trời thêm là chơi. Thể hiện trình. Em thấy như nào? Okay. I'm shorting the maglock. I need you to trigger the override back there. On it. Ok, sao không vào được cái phòng này? À đây. Hai người phải cùng sử dụng máy tính. 17 tuổi bẻ gãy cục cứt bò, bẻ gãy sừng trâu. Rick Marston là anh trai của em ấy đúng không? Anh trai của người yêu mình ấy đúng không? Simon Krieger, bastion of compassion. Đấy là tìm những cái manh mối về thông tin ở trong cái tập đoàn Rockstar này xem có cái gì không. Triggering the override. There's a voice memo on here. Sir, the police are asking about Rhino. What do we tell them? Our man at the raft is setting up a special work release program. Tell the police Rhino's doing the little community service. À, cảnh sát từng hỏi bọn này về cái việc là thằng Rhino đang hoạt động như thế nào. Bọn này nói dối là bọn này đang có cái chương trình gọi là như kiểu là như nào nhỉ? Tức là đưa tù nhân quay trở về hòa đồng với cả xã hội ấy. Và chúng nó đưa Rhino về để hoạt động, để thực hiện cái nhiệm vụ để có như giúp đỡ xã hội. Đéo mẹ. Nó nói phét cảnh sát là như thế. Thực ra đang giúp chúng nó để nghiên cứu cái năng lượng này, tiêu diệt những cái người mà dám đứng lên chống lại bọn nó. Tập đoàn Nón Sơn à. Đấy rồi. Đồ đào lôi, bắt ông chú thôi. Biết ông chú thôi.
Bây giờ mới nhận ra ông chú chính là tay chân. Đây, ôi dồi ôi. Ông đã giúp tôi bắt được cả hai đứa. Cảm ơn ông rất nhiều về thông tin của ông. Ôi dồi ôi. Thế này còn chú cháu gì? Ông đã coi như hứa là sẽ để thằng bé an toàn cơ mà. Chú Aaron à? Thằng bé đấy à? Tức là thằng này đã hứa với cả ông chú mình là sẽ không tra tấn mình để mình an toàn. Nhưng mà thằng này nó phá lời, nó phá lệ. Kìa, vẫn đứng đây mà hai đứa công gì không nhìn thấy kìa. Đi xuống đi. Thế này em đã nhìn thấy mù rồi. Tôi đã nhìn thấy cái năng lượng lưu phẩm của ông làm mọi người bị ốm. Nếu mà tôi tiết lộ điều đấy ra thì không, ông không tiết lộ đâu. À, nó bảo là bây giờ nếu mà Prowler mà tố cái chuyện này ra với cả cộng đồng thì Prowler cũng sẽ, bởi vì đã từ hợp tác thằng này rồi, cho nên là cũng sẽ phải vào tù giống như nó. Nó không cho nên ông Prowler sẽ không dám tiết lộ ra ngoài. Hội người mù. Đéo hiểu, đây toàn siêu anh hùng thế đéo nào mù thế. Không có game sen mà. Nó phải có game sen. Không có game sen. Trình còi chấp nhận. Kệ đi qua đây của đéo đi. À được. Trông mông mẩy phết nhỉ. Hơi bé mà trông hơi mẩy. Ý tôi là mông của Mai Muralev nhé, chứ không phải là mông của em Finn nhé. Em Finn thì lúc nào cũng mẩy rồi. Đen, em Finn đang chửi mình. Không thể tin được là tớ lại tin cậu, rồi cuối cùng tớ bị dẫn vào bẫy thế này. Mẹ, đéo hiểu tao muốn đéo đâu, tao bị tra tấn đi. Mày chửi cái đéo gì? Người yêu người đương đéo gì mà chỉ đồ tội nhau nhanh. Mày, ra khỏi đây đây. À đây. Tại ông chú ông bán đứng anh em nhá. Không phải số anh đâu. Ông trai nó bán đứng anh khổ. So we need past those security shutters. Got a maintenance panel here, but it needs power. Let me see what I can do. Hey there. Và tôi phải làm nó phải đưa điện lên trên cái này thì em kêu mới mở cửa ra được. Quay giờ điện. Gotta be attached to a generator. Cái bộ áo đẹp phết, nó có cái đôi mắt luôn sáng lên. Đây mày phát điện đây rồi. Nào nào để. Đéo gì đây, đi lên. Ơ cái tao không cần phải nhảy như thế. Máy phát điện là cái đại nghe hay tôi nhầm nhỉ? Không phải cái này là máy phát điện, cái nào mới là máy phát điện đấy. Ồ, xưa hay dưới này nhỉ? Why where bae, máy phát điện là cái ra, why where bae. Why where bae. Mày phát điện là cái nào nhỉ? Nó I'll look around. They build engines for their APCs in here. Mình phải sử dụng cái móc treo này à? Hey, I can raise and lower that crane. Di chuyển cái này. Tôi phải di chuyển cái này đi. Làm này di chuyển cái này đi, bắn vào đây à? Đó phải. Như
nào đây, là để làm nào điều khiển nhỉ? Sử dụng tơ để kéo cái crane, sử dụng tơ thế nào? Bắn tơ đây. Tơ nào? What is the tơ? À, L1 cộng R1 à? Đấy. Trí óc của tôi khổ thật đấy anh em, quay tay nhiều nó quên hết, có nhớ cái đéo gì đâu. Móc cái này lên, đúng rồi. Bây giờ đưa quay trở lại. Đúng không? Đây đã. L1 cộng R1. Rồi. Okay. Chưa. This laser should activate the engine. Oh, crap. Laser shorted out. Think I can reroute power. Bây giờ phải đưa cái đường điện ra đường khác. Needs a new power source. Tìm cái nguồn điện khác để nối vào nó. Ở đây có một cái này. Cái này cần phải nối sang một cái khác. Game này nó có thể bỏ qua mấy cái màn giải đố này đi và đưa đến cái màn nó khác nó dễ dàng hơn không? Bắn cái này đúng không nhỉ? Quay về mày chơi thế nào? Con mẹ tí thơ web bắn thế... Bắn thế nào? Quên mẹ nó hết rồi. Mod my gravity web shooter. There's a node on that crane. Để đưa cái nguồn bên kia kết nối sang. Đây. Đấy. Không được, nó bị chặn bởi cái này rồi, tôi phải làm nào cho cái này nó hạ xuống thì mới đưa cái dây sang đây được. Và có thể là có một cái chỗ nào gần đây chắc. Move the crane so my webs reach the laser. Rồi, thế rồi. Ơ, đéo phải. Gotta pull the crane back to where it started, then make the connection. Đưa như nào nhỉ? Cái này chắc chắn phải nối từ cái này này. Nối từ cái này sang cái chỗ cái kia kìa. Nhưng mà nó lại bị... Nhưng mà nó lại bị vướng cái thanh kia thì bây giờ làm như nào anh em, có cái gì? Đây, scan đây! Scan đây! Ta nối từ cái này nhá. Làm nào phải đưa sang cái kia, mà ở dưới này có thấy có cái nào đâu. Tôi scan rồi, chỉ thấy mỗi hai cái này sáng lên, chả thấy có gì khác sáng cả. Chơi bời đéo. Ở trên á. À ở đây, đây. Đúng. Bắt anh em tinh thế. Tinh nó vừa chứ tinh thế thì đéo ai chơi. Đây. Nice. Webs are conducting electricity. Oh, anh em giỏi quá, tôi chịu đây. Mẹ. Em sao nhìn thấy được ở trên ạ? Giỏi, đúng thật, chuẩn. Siêu thật. Ai chưa được nha. Kéo này sang đây. Ô láo với chúng tôi. Lần này tôi phải thông minh chứ. You're good. Use a laser. Đấy, sử dụng laser đây. Mệt cả người. Cắt đây. Do ông mù. Ông mù chứ không phải anh em tinh. Cái gì đấy? À, lại phải sang để coi như là... Get down. Mày này. Ờ. Tay của hai kia trông giống kiểu đồ của Batman nhỉ. Looks like they guessed our plan. Not hard. There's only one exit. Bọn nó vào rồi, chỉ có một đường ra thôi và mình phải đánh nhau đến khi em này em ý hack cái cửa. Cậu cứ mở cửa đi để tớ xử lý mấy thằng ấy cho. Còn một thứ. Cậu đã bao giờ nghĩ về chuyện gọi tớ, nói cho tớ rằng cậu là người nghiện chưa?
Cậu biết đấy, sau khi bố mẹ tớ chết, Rick đã trở thành gần như là bố tớ. Tớ, ôi dồi ôi, tớ lúc đó tớ chỉ còn có thêm cậu nữa thôi. Finn, tớ đéo hiểu đang đánh nhau âm âm, con tổ tình với nhau à? Thoát đi rồi muốn làm gì thì làm, chim chuột nhau sau, đéo hiểu. Mày đang nước sôi lửa bỏng nó vẫn còn tán tỉnh nhau được. Chịu. Ôi dồi ôi, thằng này là có thể nhìn được khi mình tàng hình nhá. Nó có cái máy nhìn tàng hình. Khá đấy. Cảm ơn Trung. Tháng sau tiễn em gái theo chồng Hà Nội. Nó thích tiện em gái theo chồng Hà Nội á. Thế bảo thằng chồng nó mua cho, thế anh em phải mua rồi hơi à? Làm thế nào để mình thả người xuống nhỉ anh em nhỉ? Có sửa này đi. Tàng hình. Lên trên. Sửa. Sợ. 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 Lên. Chơi thế mới là chơi. Mày ơi, lên đây với anh. Lên đây. Đi chỗ khác đi. Năm. Thằng ơi, lên. You're right. I don't. What can I do to change that? Stop going behind my back. And stop acting like I haven't thought this through. No one will get hurt when I take down the plaza. No one except Roxxon. You know they deserve it. Just promise to talk it through with me, okay? I promise to listen. Really listen. I've made up my mind, Miles. You need to start accepting that. Chơi này thì anh em có vẻ hơi buồn nhỉ? Chơi này tôi đoán là anh em phải hơi buồn. Chả làm nào được anh em ạ. Chơi giỏi quá mới làm nào. Buồn. Ơ? Từ từ. Đây chứ. Hơi buồn. Hơi buồn. Hơi buồn. Coming? Looks like they locked the doors. I'll find another way. Cái gì đây? Bọn này sản xuất xe tăng à? Đây 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 đây. Nào. What if we went public about Rick's death? Do you have proof? Because I don't think the word of two vigilantes is gonna convince people.
There's gotta be a way. Chỉnh HD Ultra Super Saiyan nên nào. Game nó dễ chứ không phải ông chơi giỏi game đâu. Rồi thế đến lúc này lại. Nên nhớ là tôi đang chơi normal đấy nhá anh em nhá. Rồi nghĩ đây là cửa để thoát khỏi chỗ đầu chỗ này. Gì đấy? À, tìm được đồ cậu rồi, này là cái khiên đây đúng không? Đây là cái chỗ phòng thí nghiệm thằng Krieger. Phòng thí nghiệm của thằng đứng đầu cái tập đoàn Đốc Sơn đấy. Đợi đã. Đấy, tất cả dữ liệu về cái việc nghiên cứu của lượng Nuform đều ở đây. Và tên của thằng Krieger xuất hiện ở mọi nơi trong cái bản báo cáo này. Tất cả những thứ này sẽ phá hủy coi như là cái tập đoàn Đốc Sơn này. Đây là bằng chứng về cái việc là ui, vậy thằng Rhino nó vào rồi. Rhino vào rồi. Chiến nhau Rhino rồi. Mày thích màu mới của tao chứ? Nói chung là mình sẽ không dùng điện với thằng này được nữa. Nó mặc cái bộ này là mình sẽ không dùng điện được. Bây giờ chúng ta kết thúc chuyện này đi. Ui dồi. Hay sụp. Mày có biết tao là Captain America mới không? Tuổi ấy à. Tuổi ui dồi ôi em ơi, đéo có trình đâu. Ấy à, không có trình thì đừng cố. Đồ kỳ quá nhở. Vào đây. Lao vào đây. Ui mẹ đi vào đây. Trượt rồi em ơi. Xôi ôi. Ủa. Hỏng chưa? Hỏng bộ giáp chưa? Để tôi có tấn công nào. Vào đây. Làm cho gì đấy? Ui đi. Đi. Ném này vào nó. Ủa con chó. Tiếng rất ách. Ném đấy. Luôn rồi em ơi. Tiếng rất ách. Ui dồi ôi. Quá vãi cứt. Ném tiếp vào đây. Ủa. Ây à. Ăn đòn. Ồ. Chọn nó lại. Hay. Ui dồi ôi. Ui dồi ôi. Mẹ phối hợp phải nói là mẹ. Hỏng mẹ nó rồi. Nó hỏng cái bộ giáp chống điện rồi. Ồ. Ây à. Ây à!
Ui cái gì đây, đâu chạy đi. Cái pha combo đau thế. Đánh nó bay màu sơn rồi mà thì đéo nào mẹ. Ôi. Ai ơi. Kinh vậy. Bố con chó. Bố con chó. Bố mày ghét. Bố mày ghét. Từ từ nhé, tôi phải đánh cẩn thận này. Đánh cẩn thận, đánh cẩn thận, đánh cẩn thận, đánh cẩn thận. Quả mình tham quá. Quên rồi em ơi. Bố con chó. Ây da. Không thể lao vào nó này được. Ây da. Beast. Beast. Bố bắn trôi giỏi quá. Rồi, đây rồi. Phim đâu rồi? Đéo đẩy Venom Attack để tấn công nó được ý. Nhớ có Venom. Tôi phải làm nào vừa lên được Venom vừa gì cơ. Có cái này Venom đéo gì lên được. Sợ cái Venom phải đầy cái đầu cái thì mới Venom được. Nó phải đầy một cái màu vàng mới Venom được. Cái lửa thế này thì Venom đéo gì. Đây rồi, có cội đầy Venom rồi. Venom đây rồi. Nó phải lao chỗ tôi đã. Mày lao đi. Ây da. Tàng hình á. Tàng hình. Đúng rồi, anh em nói tôi mới thấy tàng hình hay đấy. Được ấy. Tàng hình hay đấy, tàng hình hay đấy, tàng hình hay đấy. Ủa con chó. Ôi giời ơi.
Thật, anh em vào đánh thử xem. Nó khó bởi vì anh em phải hiểu là thằng này nó ra liên tục các đòn nha. Nó ném này, nó dậm chân lửa này, còn thêm mấy cái thằng kia nó mẹ gì nữa. Bao nhiêu là đòn chứ ít đéo đâu. Đấy, mẹ nó còn bắn cái này nữa. Đấy. Đấy, mẹ. Đông nhiều lắm. Đấy rồi. Beast. Nếu tôi phải lấy được cái quả tên lửa của chúng nó cơ. Ây da. Mẹ khổ thế. Từ tay ơi. Mẹ mày. Lão bố lều với tao này. Wait. Sao mấy thằng đệ ở đâu hết rồi? Đợi tớ đợi đã. Hãy ở đây trông nom hắn, tớ sẽ quay lại ngay. Thế đó là bọn đệ nó biến mẹ ở đâu hết rồi? Biến mất nhanh thế. Thấy đại ca đánh bại cái chạy luôn. Vậy cái dữ liệu này mình sẽ khiến tập đoàn này sụp đổ. Em gái em có biết không? Gregor đã kể cho ta về việc anh trai của em gái đã chết. Nghe hay đấy. Nó khích. Cầm mồm đi. Hắn ta còn nói với anh là đó là lỗi của em đấy. Gregor updated the reactor. Tried to supercharge it to make his deadline. Anh chỉ mới dùng 20% sức mạnh à? Oh my god. Nó khích con kia rồi. Ui. Chính em đã chứng kiến coi như là anh trai em chết mà không giúp được gì. Này đừng có xử nó ở đây không em ơi, đừng em ơi, đừng. Đã bảo là bình tĩnh thôi. Ô, em ơi, thôi thôi, em ơi, thôi thôi, tôi, em ơi, thôi, không phải lỗi của anh, em ơi. Nếu mẹ nó điên lên rồi. Đừng nghe em ơi, đừng, thôi, con này điên à. Nó điên rồi. Đi. Nó bảo là anh đã khiến tôi bị bắt cóc. Mẹ, nếu hiểu. Bảo là chính mình đã khiến nó bị bắt cho nên là anh trai nó có thể chịu. Đến gần tôi một lần nữa, tôi sẽ giết anh. Mẹ điếu gì đây? What? Anh có làm gì đâu, chúng ta là gia đình mà em. Anh đã mơ về ngôi nhà của những đứa trẻ. Gia đình của tôi đã chết. Khổ, bây giờ mới gọi cho thằng bạn thân. Đấy, đàn bà là những điểm đau đấy. Khổ. Đúng là con điên yêu đương bạn bè con kẹt. Ừ. Some antibiotics. Miles, where have you? Ôi dồi ôi, bà mẹ con làm sao thế này? Chắc biết mình là người nghiện rồi đúng không? Tại sao con lại mặc cái này? Con mặc cái gì đây? Bà mẹ biết rồi. Con phải kể cho mẹ mọi chuyện. Bà mẹ đã biết. Sao không bảo là con cosplay thôi nhỉ? Con cosplayer đéo gì. Yeah. Phi định tấn công vào Roxxon Plaza. Dạ vâng. So that was you chasing her through the city. Thế chính con là người đã đuổi theo cô ấy khắp thành phố à? Như là một người nhện à? Mẹ sinh nhỉ? Hồi trẻ chắc sinh lắm đấy. Con có thể là chết đấy. Mẹ không thể tin được. Tại sao con không kể cho mẹ biết? Sau tất cả những cái lần mà chúng ta tâm sự với nhau.
didn't want you to worry. Con không muốn mẹ lo cho con. And the other Spider-Man's gone. I just keep making things worse. Khi mà anh người nhện Peter Parker anh rời khỏi đây thì con cứ khiến mọi chuyện càng ngày càng tồi tệ hơn. Không, thằng Peter đéo hơn gì cháu đâu, cháu mày ạ. Khổ. There is nothing you could ever do or ever be that would. Không có gì có thể khiến mẹ ngừng coi như yêu quý con đâu, nên con đừng có lo. You give me strength, Miles. Con khiến cho mẹ có sức mạnh. Đó là người anh hùng rồi. Mẹ da trắng con da đen, ông bố là da đen mà. Chuyện bình thường nhé, làm sao đây? Ông bố da đen nhìn cái ảnh trên kia không? Perfect. Let's get this evacuation started. I'll meet you outside. À, bây giờ sẽ phải sơ tán người dân mới sắp sửa có một cái vụ nổ. Phải sơ tán người dân. Càng ngày mẹ càng thấy con giống bố con hơn. Không giống bố con thì giống ai, giống hàng xóm à? Con an toàn nhé, vâng ạ. Đấy, ông bố đấy, ông bố chết đấy. Trong cái sự kiện ở trong phần 1 đấy. Hey, I'm telling people in Harlem they need to evacuate. Đây, tớ đã nói tất cả mọi người dân ở Harlem là cần phải rời khỏi nơi ở, đi sơ tán. I wanted to say thanks for always having my back, man. Tớ chỉ muốn nói cậu lời cảm ơn vì đã giúp tớ. Hey, I could use your help before you go. You got it. I want to cross-reference underground activity with buildings that could store a new form. Maybe you could hack Oscorp surveillance towers or I'm in. It'll take a while to narrow down. Nhờ thằng này hack vào trong hệ thống Oscorp để xem nó hoạt động của underground như thế nào. Gonna stretch my legs a little, then head out. Mày biết được là những cái hành vi sắp tới của em người em sẽ định làm cái gì. Trong cái nhỏ vẫn có cái son, ít ra còn nhiều người ủng hộ hơn Peter. Ừ, thanh niên này Peter cái hồi mà làm người nhện cô đơn nhỉ, cảm giác là cô đơn ấy. Anh em đúng là so sánh Mai này mày thấy Mai rất sướng, nhất là Mai có bạn thân này, đứa bạn thân này ủng hộ mình đến cùng, có chú có mẹ. Còn Peter Parker làm đéo có ai. Mẹ lúc đấy khổ vãi cả đấy, ra tiền thì đéo có, tiền thuê trọ còn thuê phòng còn đéo có luôn, làm người nhện cướp lủi thủi một mình. Đéo tiết lộ được với ai, đéo ai biết. Đéo có bạn thân luôn. Khổ. Thế mới thấy công nhận. Peter công nhận. Đúng là nghị lực. Em công nhận không? Nghị lực. If you're planning on taking the in-laws to visit Trinity Church, I got some bad news. Parts of this sacred local landmark are now rubble following yet another skirmish involving Spider-Man and the Tinkerer. Hay hay này. Tôi nâng toàn bộ vào táng hình đấy. Từ giờ táng hình của mình là kinh lắm đấy. The current whereabouts of either masked menace are unclear. But right now, that's secondary to the fact that Roxxon. Gì mày có biết đâu mà chia sẻ. Khổ. Có mỗi ông bác biết thì ra đi quá sớm. Gì có biết gì đâu mà chia sẻ. Bây giờ phải đợi thằng kia nó gì đã. Tớ xem có bộ xui nào mới chưa nào. Vẫn chưa có bộ xui nào mới anh em ạ. Mấy bộ này nó vẫn chưa mở cho mình. Chưa có bộ xui nào mới cả. Trông cái bộ ấy trông con nhện đằng sau trông. Nếu hiểu nhện gì thì nhện này là nhện. Nhện ăn nhiều quá béo à. Peter đấm nhau toàn đánh chay chứ làm đéo gì có tàng hình với sốc điện. Ừ, thật anh em nói đúng, khổ. Đánh toàn đánh chay chứ mẹ. Mà một mình còn phải chống lại nhiều thằng kẻ thù hơn chứ. Thằng đấy là cái đéo gì. Thằng này có mỗi Rhino với cả Tinkerer cùng lắm thêm Prowler. Nhưng mà Prowler thì cũng là chú mình. Con Tinkerer thì dù sao cũng là bạn gái thì thôi, thì nó cũng hơi điên lên thôi, nhưng mà bình thường nó đéo muốn giết mình. Còn mỗi thằng Rhino thì mẹ yếu vãi đái một mình thằng đấy, trong khi mẹ trong cái phần 1 Peter Parker đánh với mẹ 5-6 thằng. Hổ. Đỡ làm gì cho nó hết thời gian đây. Bay nhảy xung quanh đợi khi thằng kia nó gọi ấy chứ rồi biết làm nào. Chưa có bộ đồ nào để yêu cầu tôi phải tích tiền để mở. Peter được tăng mạnh giác quan.
Anh ơi, quay event được rồi kìa anh. Đâu? Để tôi thử xem nào. Không được, chưa được, chưa được. 24 tiếng chưa được. Rất tiếc là chưa được. Có khi là phải đến tầm 3 giờ cho nên là anh em cứ ngồi đây. Sự kiện này tôi nói về luôn với anh em là kể cả tôi có không được nhá, cũng không có vấn đề gì. Chúng ta cứ cố gắng hết sức nhá. Không được thì nó là cái số rồi. Không vấn đề gì. Đấy, tôi nói thẳng với anh em điều như vậy. Anh em ủng hộ tôi cái này là vui rồi. Đầu tiên là chúng ta cứ đi kiếm cái ấy đã nhỉ. Mình cứ đi kiếm cái activity token với cả cái tech pass đi. Trong lúc này cứ đi kiếm cái bay nhảy này mất thời gian quá. Chả được cái việc đéo. Đây, đến đây là activity token này. Chả lẽ không được ông chửi bọn tôi? Các anh em làm gì kiếp nói với nhau những cái lời nó dằn vặt nhau thế nhở? Buồn. Không hiểu sao nói với nhau cái lời dằn vặt. Đây rồi. Được rồi, nó đang ở chỗ khu vực nghiên cứu khoa học của tập đoàn Oscorp. Em ấy đang đến đấy để chuẩn bị cho cái vụ nổ đấy. Đi thôi. Cảm ơn Ganky. Rồi, nó sẽ đi giúp mẹ mình trong cái việc sơ tán người dân. Sơ tán đéo mà vẫn thấy dân ở ngoài đây ngoài đường lại có mấy thằng cướp. Lão, lợi dụng à? Trong lúc người dân đang bệnh như thế này mà chúng mày dám vào đây ăn cắp à? Bọn mất dạy. Hả? Lúc nước sôi bỏng này chúng mày như này à? Mà có biết là người tao đánh tao không? Hả? Chúng mày có biết mày sướng như nào không? Hả? Bố mày tiện người yêu bố mày đánh đấy. Đéo sung sướng chúng mày đâu? Mà chúng mày có đi ăn cướp hả? Hả? Làm người tiện đéo bố lại thích làm người ăn cướp à? Hả? Hả? Người đã phản bội mà lại làm trộm thế à? Hả? 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 Làm cướp sướng? Làm bố lão à? Hả? Có biết tao khổ nào không? Kéo lên mẹ ô tô chạy kìa. Mẹ tiện đéo nó lên mẹ ô tô chạy rồi. Ơ? Mày chạy vì bố mày á? Hả? Mày chạy vì tao á? Mày chạy đâu? Hả, con chó? Đéo bao giờ chạy đâu con chó ạ? À? Chạy vào đâu? Chạy này! Okay, moving on. Khổ thân mấy anh cướp. Mấy anh cướp chắc đéo hiểu sao hả? Hôm nay thằng này nó lại điên như thế. Buồn, khổ. Tâm trạng, thành ra là cái pha cuối nó đéo nó hơi lỗi là tâm trạng. Ôi, leo lên cả trên tàu nằm ngủ kìa. Khổ, buồn, trông nằm kìa. Nhỏ lắm em à. Nhỏ lắm. Khổ thân cháu tôi, 17 tuổi đầu đã phải... Ui, cái gì đấy? Ông chú, xin lỗi cháu yêu. Ôi giời ơi. Hết người bạn gái nó đánh cho, đến chú nó bắn cho. Cái này bắn vào mình là mình bị mất sức mạnh luôn, hủy năng lực nhện. Nhốt mình trong này mẹ luôn. Chú không thể cháu quay trở ra thành phố được. Hãy để Krieger và Tinkerer giết lẫn nhau. Sau đó cháu hãy tiếp tục công việc của mình.
Như vậy là cháu cứ phải ở dưới này à? Cháu phải dừng phim lại, đó là nhiệm vụ của cháu. Không, cháu phải sống. Ta đã dạy cháu điều đó mà cháu không chịu nghe. Thế tại sao chú lại bán đứng cháu cho Gregor? Nó không phải là bán đứng cháu, hiểu không? À thế à? Chú nghiêm túc đấy. Cháu đã lẽ không bị bắt rồi, nhưng mà Gregor đã lừa chú nên mới bắt cháu. Để những gì tốt nhất mà chú làm cho cháu à? Chú đã cứu mạng cháu đấy. Chú ném cháu vào trong cái nhà tù đấy đây này. Đây mà là bảo vệ cháu à? Chú không muốn mất cả cháu nữa. Ông bố chết mà ông anh đã chết rồi, không muốn mất cả thằng cháu. Cháu sẽ không để có những mọi người bên ngoài phải chết chỉ vì cháu muốn sống. Chú đánh giá yêu cháu quá đấy. Bố lão với cháu à, chú cháu tương tàn rồi. Chú cháu tương tàn rồi. À chú tưởng mẹ chú tàng hình à? Chú tưởng cháu đã biết tàng hình à? Chú nghĩ cái đéo gì? Chú cháu mình cùng tàng hình với nhau mẹ đi. Chú cháu mình tàng mẹ hình đi. Đọ tàng hình không? Chú biết đéo cháu ở đâu Ây à! Chú ơi! Bố làm với cháu à? Chú ơi! Tuổi gì à chú? Tuổi gì chú ơi? Chú với cháu á? Đừng có hòng chú ơi! Chú á? Tuổi gì à chú? Đéo có tuổi đâu chú ạ. Trượt rồi chú ơi. Ui dồi, đánh chú mẹ. Đánh chú không tha cho chú luôn. Sao? Cháu không nhận ra chú là người đang muốn cứu cháu à? Nhưng cháu muốn cứu tất cả mọi người cơ. Thấy ra, móng vuốt lên rồi, chú điên rồi. Chú bực rồi. Ra môn bất hạnh. Kinh quá nhờ, chú quả móng vuốt. Bấm giờ à? Chưa thôi chú ơi. Chú tuổi với cháu luôn. Chú ơi! Chú ơi! May cho chú nhá! Chú ơi! Ấy à! Trượt rồi chú ơi! Mình phải tránh cái giờ phút cuối cơ. Mình tránh sớm quá. Dis. Mẹ mình vẫn tránh muộn. Đây rồi. Chú của cháu. Chú ơi, bố láo với cháu à, tuổi. Ấy à, ôi, cháu đang còn đấu đầu với cả kẻ thù mà cháu không chống lại được đâu, cháu hiểu không? Đừng có nói tên hắn ta với cháu. Cháu muốn mẹ cháu phải chôn chất cất cháu à? Chú không để mẹ cháu phải chôn cất cháu đâu. Gì đấy? Ôi thôi. Looking up to Spider-Man. No, I'm the kid who knows you're looking up to me.
Trượt rồi chú ơi. Ra đi chú. Kết thúc đi chú. Chú đã đổ trình đâu? Đủ lão cháu chú ạ. Nhà đầu đấy. Which one's the real you? Đừng làm cháu điên lên. Sao? Vậy chú làm sao? Vậy chú có muốn cháu chôn chú không? Hay chú muốn thế nào? Khổ chú quá. Chú biết chú đã làm mọi chuyện trở nên phức tạp. Chú đã khiến cháu thất vọng. Nhưng chúng ta là gia đình mà cháu. Gia đình à? Thế mà chú toàn nói dối cháu. Còn đánh nhau với cháu. Gia đình như thế là không được đâu chú ạ. Gia đình này là gia môn bất hạnh. Chúng ta không cần phải như thế này cháu ơi. Cháu và chú đang ghét bỏ lẫn nhau. Đây cũng là chuyện đã xảy ra giữa chú với bố cháu đấy. Chú không muốn chuyện đó xảy ra một lần nữa. Cháu không đâu. Cháu không thể là cái người mà chú mong muốn cháu phải là như vậy được. Cháu không bao giờ quay lưng lại với tất cả người dân ở trong thành phố. Cháu phải mạnh mẽ hơn như vậy. Tưởng chú thế nào chứ. Hơi yếu nhỉ. Chú yếu quá. Tưởng nào. Tôi đã mong ngóng chú sẽ có một cái gì nó hơn. Nhưng có vẻ chú hơi phè. Thật. Genki, my uncle just kidnapped me. Chú tớ vừa bắt cóc tớ xong anh Genki ạ. Vừa nhốt tớ. Thế à, có ổn chứ? Tớ vừa đánh nhau chú tớ xong đấy. Rồi nhưng mà chú tớ với tớ kết thúc rồi. Ok, ngon rồi. Đó gì mà tớ phải làm. Rồi, tớ sẽ đến ngay trung tâm nghiên cứu của tập đoàn Oscorp ngay bây giờ để tìm Finn. Mình bắt đầu trận chiến cuối cùng với Finn đây. Để xem có bộ nào mới chưa. Chơi bộ nào mới à. Cái gì đây? À cái này hay này. Cháu đánh nhau với chú cũng khoe. Come on, Finn. It's Finn. Khổ, còn gọi điện cho em thì em có nghe điếu đâu mà gọi điện. Tớ đây Finn ơi. Tớ biết là cậu rất ghét tớ mà cậu phải nghe tớ nói đây này. Nếu mà bây giờ mà cậu lại đánh coi như là đánh bom thì... Ủa, end of story rồi. Thì đéo đã đến đoạn này là end of story rồi các bạn. Chiến thôi. Trận đấu cuối cùng thôi. Có vẻ nhiệm vụ cuối cùng rồi, trận chấu cuối cùng rồi. Bây giờ mà em này mà gây cái vụ nổ ra nó sẽ lan hết cả căn bệnh ra thành phố các thứ ABC. Finn đang ở trong cái này đây. Trận đấu cuối con nhà bà cùng. Anh em thích tôi mặc bộ đồ nào ở trong cái đống đồ này? Tôi nghĩ là chúng ta hãy mặc một cái bộ đồ nào đấy nó bo đòi đi. Đây là classic xui này. À, anh em thích bộ nào? Hình như bộ này mới mở hay sao nhỉ? Tôi chưa từng thấy bộ này bao giờ. Hai bộ này. Bộ fan đấy gì? Bộ gầy đấy gì? Classic đây đúng không?
Đây, bộ này là bộ Peter tặng đấy. Bộ Peter tặng đây. Bộ đầu tiên với cả Peter đấy. Bộ này là bộ vẽ chó đấy. Bộ này á? Bộ này đánh đéo thì trông như dở hơi. Đây nhá. Cái chưa? Được, trông cho nó mang cái tính chất nó cổ điển. Được ép, tàng hình. Hai em. Xử lý thả bắn súng ngắm mày đã. Bắn súng ngắm với chúng tôi này. Còn hai thằng bắn súng ngắm ở trên kia. Thật hết mấy cái thằng súng ngắm đi mới được. Chưa? Không ai biết gì. Tuyệt vời. Bộ hoạt hình trông như cất chơi đéo gì. Hoạt hình xấu lắm. Bộ này nói chung là vẫn ra dáng người nhện nhất. Nói thật điều như vậy. Vẫn ra dáng người nhện. Đâu nhỉ cái thằng. Đây à? Nhau thì cho nó sướng, đeo thì cũng phải ẩn với trận nấp. Mệt người. Ôi ôi. Anh em thấy pha ulti thế nào? Quá vãi đài không? Sương đéo để ý máu mẹ thế mới đau cháu chứ. Đang đánh sương mẹ thế có đau không chứ. Mọi thứ nó đang diễn ra một cách nó hoàn hảo. Cay thật. Không để ý máu, pha đấy tôi đánh hay mà. Không để ý máu pha đấy đúng không? Phải xử mấy cái thằng bắn súng ngắm này.
sorry. Đúng mới tàng hình rồi biết đéo bố ở đâu à? Mình nghĩ mày viện cho tao dễ thế à? Không thảo đi ra đấy à? Đây. Rồi. Đây kiểm tra đi các bạn ơi. Kiểm tra đi các bạn ơi. Kết thúc các bạn ơi. Phối hợp nhanh lắm. Còn hai bạn này à? Chơi bạn này kiểu gì giờ cho đẹp giờ nhỉ? Đây rồi, Gravity. Xem bên này game này. Đấm cái đau đấy. Đấm. Vớ va vẩn. Xuống. Không mất máu nào cho kiếm xem. Không mất máu nào nhé. Tôi nhắc lại là không mất máu nào. Đơn giản. Điên lên rồi. Ở lã, cái này phải tìm cái mấy cái máy phát điện để hủy ở lã. Nếu xảy vào đây. Need a new power source. Like that giant spinning mobile. Làm sao để vào được trong này? Cái gì đây? Đây là cái gì? Nối cái đéo gì đây? Nối cái này là cái gì đây? Nối cái gì đây? Yeah, rồi. Lão bồ lêu. Webs won't reach. Ở đi. Thế đéo nó đéo được kìa. Bực mình nhở. Tiếp à? Rồi. Lại bảo không được nữa đi. Lại bảo không được nữa đi. Mở cửa. Sticky and conductive. Anh em yên tâm gì có chuyện 30 phút mò, anh em nghĩ gì? Tôi giờ khác rồi. Tôi giờ khác rồi. Thật với anh em điểm vậy. Dũng này giờ khác rồi. This is working. A couple more. Be behind all that. Không vỡ ra thôi.
Yes. I saw one more. Còn can't believe cái how well this is working. Bên kia. Ơ chết. Seems gonna be musty. Cái này đang bị lệch. Cái này đã đây. Đơn giản. Tôi giờ thông minh lắm. Finn ơi, anh đến đây. Underground's toys. Thấy ai đéo đâu? Thấy ai đéo đâu? Finn, you here? Lại đổi xui đê. Lại thích đổi xui khác, đéo hiểu đòi xui gì bây giờ. Classic đây nhá. Đây, classic xui đây. Bộ gọi là classic. Đấy, có anh em cứ đòi classic đi, tí vào lại chê xấu lại đòi đổi bây giờ mà. Exhibit was down that hall. Underground cash. Gì đấy? À, lấy được cái tech pad. Thế điên đéo nhỉ. Up there. She's gotta be further inside. Trên này. Finn. Come on. We need to finish this. You and me. Chúng ta cần phải kết thúc chuyện này thôi, giữa tớ và cậu. She's gotta be with our project down that hall. Chắc là em ấy đang ở dưới này đang làm cái trò gì đấy, gọi không thấy đâu à. Kìa rồi. Ra đây. Anh em mình nói chuyện tử tế với nhau đấy. Nói đằng sau này. Đường ngay đằng sau này. À không phải. Tôi đang nhớ về ngày xưa khi mà hai đứa vẫn còn đang như là làm những cái project trong lúc còn đang đi học. Khổ. Hai đứa này rất là thích khám phá các thứ ABC. Vâng. Chúng ta bao giờ khi kết thúc một con game hoặc là một cái bộ truyện tranh bao giờ trước cái trận đấu cuối cùng chúng ta cũng phải hồi tưởng vãi cả cứt. Nếu anh em chưa biết. Ngày xưa tôi nhớ tôi xem chuyện gì nhỉ? Naruto à? Mẹ mỗi lần đánh nhau lại phải hồi tưởng mẹ mấy chục chap. Xong rồi mới lại đi, mới lại đánh nhau tiếp, rất bực mình. À đâu, sao trong này có cái gì? Hồi tưởng ở trong trung tâm nghiên cứu. Sức mạnh tình bạn, hồi tưởng tham đúng không? Hồi tưởng tham. One Piece à. Thực ra chuyện tranh đéo nó làm cái trò đấy anh em ạ, câu giờ mà. Bây giờ anh em phải hiểu là cái doanh số bán của những cái bộ truyện, của những cái tập truyện khi mà đang có những cái trận đấu có thể nói là quan trọng, là quyết định ấy. Nó sẽ doanh số bán cực kỳ cao đấy, không bao giờ cho một tập mà chúng ta kết thúc ngay một trận cả. Mà luôn luôn sẽ phải có những cái pha nó gọi là hồi tưởng. Tôi thật với anh em là chỉ có đúng một con chuyện manga từ trước giờ tôi đọc mà tôi cảm thấy thực sự là tác giả không kiểu câu giờ. Đó là Dragon Ball. Những trận đầu với chùm đánh nhau là đánh nhau từ đầu chí cuối. Chứ đéo có cái kiểu đang đánh nhau tự nhiên hồi tưởng với lại mẹ thế này thế nọ. Câu giờ đéo có. Thật, đúng là không buồn tôi thấy không. Ta chúng ta xem mà chúng ta thoải mái xem luôn lúc đánh nhau lúc xong. Anh em công nhận là ra combo đâu. Không có một tí câu giờ nào luôn. Conan thì chuyện Conan là chuyện mẹ đéo hiểu, phá án thì hồi tưởng cái đéo gì. Bây giờ anh em muốn đưa Conan vào ạ. Ấy giờ cái này là xây dựng căn cứ ở trên sao hỏa.
kinh. There's the elevator. We've got time to look around first. Do you have tickets for the special exhibit? Thế quả, cháu có vé được lên phòng đặc biệt, tầng đặc biệt trên không? Dạ, cái project của bọn cháu sắp sửa được trình diễn, bọn cháu không cần phải có vé ạ. Đẹp. Cháu không có, chú không, à cô không cho cháu lên. Nghe mà kinh thế. Tìm đường khác để vào. Có Teppy ạ, ừ. Thường những chuyện từ ngày trước đúng không? Thường những cái chuyện mà kiểu cũ là người ta không dùng cái trò đấy. Có vẻ như càng những cái chuyện mới về sau này là càng hay áp dụng cái cách như vậy. Tìm một cái đồ gì đấy nó có khả năng phản xạ. Tự nhiên lại tìm cái đồ gì hiểu. Đây toàn là công nghệ tập đoàn Oscorp thôi. Scans for minerals. Something people across toxic wastelands. What can't it do? Can you imagine if there was that metal display by the door? Move, pedestrians. Not gonna help us get past that this door. This model proposes a terraforming and housing initiative on Mars. Our it's like a whole little community on Mars. Needs coffee shops and street art. Cool. Naruto không cũ à? Naruto cũ đéo gì? Naruto thằng vớ vẩn, nếu như anh em nghĩ gì nào cùng mẹ cũ đối với mẹ anh em thôi. Cũ đối với tầng lớp mẹ 9x, mẹ 10x thôi. Đối với tầng lớp 8x, mẹ 7x bọn tôi thật với anh em luôn. Mẹ Naruto là cái đéo gì? Đéo là cái gì luôn? Cổ đéo được cái chuyện này. We're gonna have to be super sneaky during this part. I'm a master of misdirection. You, not so much. Đéo hiểu sao kêu Naruto chuyện cổ ạ. We gotta play. Oh, come on. It's just button mashing. So you admit defeat? Never. Đây rồi. Come on, Rocket Buddy. Come on. Đéo hiểu còn chơi cái trò này với nhau mà kinh. Tớ, mình phải mạnh hơn là đúng rồi. Naruto 20 năm rồi không cổ. Úi dồi, 20 năm là cái gì? 20 năm mà là cổ á? Vãi cả cứt 20 năm cổ. Úi dồi. Anh em về nhà xem có cái đồ gì 20 năm rồi mang bán đồ cổ nhá. Mẹ ra tôi chả mẹ ỉa vào. Bây giờ mình biết tìm cái đồ gì đi rồi. À, nó vừa bảo cái gì năng lượng mặt trời cái đéo gì. Đường lượng mặt trời đéo gì nhỉ? Đây. Shape memory alloy. I can change the shape on the museum app. Này là cái đéo gì? Mẹ thay đổi ấy à? This stuff is crazy. Think it's a That's it. Đây. Lấy cái này thôi. Got it. Let's go. Ôi đây gặp Peter Parker đây. Peter Parker ông thầy đây. Ôi trời ơi, hai thầy trò lúc bây giờ vẫn chưa mẹ coi như là đánh nhau khổ. Doctor Octopus đây đúng không? Bác mẹ tiến sĩ Bạch Tuộc với cả Peter đây. Khổ hai thầy trò lúc đấy vẫn còn đang mẹ mặn con nhà mặn nồng. Tìm một cái thứ gì đấy nó phản xạ được cái, có thể lừa được cái cảm biến. Thật mẹ Dragon Ball từ 1984, mẹ cái chuyện 1999 chứ là sao mang ra tinh vi với cả Dragon Ball ạ. Đéo hiểu. I think you're right. The solar energy display probably has something we can use. Đây là mặt trời mà chỗ nào? Nó bảo tôi là phải ra kiếm cái chỗ mà nó là cái năng lượng cái pin mặt trời ấy. Pin mặt trời chỗ nào nhỉ? Quanh đây chơi nhau đâu? Đây à?
Đây đây đây, bị mặt trời đây, mặt trời đây. You want a house on Mars? Sure. If I could bring my mics, audio setup, sampler. They won't let you take all that. They will if they want good music on Mars. Thực ra thì cái vụ mà hồi tưởng câu giờ nó là do nền công nghiệp nó thay đổi, nó bắt buộc phải như vậy thôi. Càng ngày thì người ta lại càng muốn coi như là doanh thu nhiều hơn, đậm hơn ấy. Tôi nói đơn cử như là cái vụ gần đây, ví dụ như là Google chẳng hạn, trước đây là Google Photo là chúng ta được miễn phí hoàn chúng ta được thoải mái dung lượng, miễn là chúng ta chỉnh là cái mức độ ảnh nó ở cái mức độ gọi là không phải là ở dung lượng gốc ấy, mà là cái dung lượng đã được tối ưu là chúng ta sẽ được thoải mái không giới hạn dung lượng lưu trữ ấy. Mà gần đây bắt đầu là bắt phải nạp tiền rồi. Yêu mẹ, tìm cái gì đấy? Tôi chả biết phải tìm cái gì luôn ấy, thề. Thế nhất phải cho người ta biết chứ. Cái gì đó? Chứ mày xem hết rồi các thứ mọi thứ thì còn đâu. Nó bảo tôi là phải tìm cái thứ gì đấy có sự phản xạ để có thể lừa được cái cảm biến ánh sáng. Thời thế thay đổi cả thôi. Rồi là gần đây nữa, một vụ nữa là YouTube ý, là bây giờ kể cả là clip không coi như là bật quảng cáo cũng sẽ phát quảng cáo. Thế hay bố đời hả? Video không bật quảng cáo vẫn có quảng cáo tận thu, phải nói là thôi rồi luôn. Bây giờ tôi chịu, anh em có thể tư vấn cho tôi biết là bây giờ làm thế nào. Tôi đéo biết bây giờ phải làm cái gì luôn. Để tìm cái gì để có thể lừa được cái phản với lại trả xạ. Em tự nhiên đang cần đánh nhau vào đây làm việc của Vavin. Gần cửa? Gần đến cửa này á? Ở đây có một cái mấy cái pin mặt trời phản xạ phản xước đây mà không có. Đây cái cửa mà mình cần vào đây cũng không thấy. Ở đây không có. Đây à? Chà đây. Ở đúng rồi đây, đồ phản xạ đây đúng không? Sticky on the back. Perfect for tricking a light sensitive lock. Rồi. Thank you anh em, đúng là ở gần thật. I've got the light. Tell me when the sticker is pointed at the sensor and I'll turn it on. No one's looking at us yet. Gotta hurry. Không phải trong cửa bên ngoài. Đây bây giờ bắt đầu mới chiếu đây này. Sử dụng flashlight. No, not quite. Được chưa? Để cho tôi biết là được chưa? Ok, chỉ cần quay đúng vào cái kia là được. Lúc đầu nhìn vẫn chưa hiểu nó làm cái gì. Tiếp trong này là bộ đồ phi hành gia à? Đây bộ đồ phi hành gia tương lai đây. Nhìn trông to thế. I'm gonna miss doing stuff like this with you. Kinh đấy. What are you talking about? Hello. You'll be at Brooklyn Visions next week. I won't. I'm not gonna vanish off the planet. We'll still hang out. You'll be busy. Not that busy. I'm gonna make time for us. Hồi tưởng để biết quá khứ của nhân vật như thế nào mới mang đến cảm xúc cao trào. Không có gì là dư thừa, chỉ là giờ nó lạm dụng thì chả thế. Mỗi lần đánh nhau lại phải có vậy, lại phải có hồi tưởng thì là chả là lạm dụng. Khổ, em kia vẫn không hiểu tại sao mình lại lên được. Ông bố đang gọi điện cho mình, các con để có vui không? It's totally a big deal. Okay, we'll get a picture. Bọn con sẽ chụp ảnh ở đây, gửi chạy cho bố, yêu bố. Ông bố đã hỏi rằng chắc là cái dự án của mình mang đến đây trình diễn là như thế nào rồi. Hai đứa nó có nghiên cứu một cái dự án, cái project ở đây.
Think they got a converter all hooked up? Otherwise, what's the point? They'll need to feed biomass in, though. Maybe hook it up to a trash can. Our project. Đây à? Dự án gì đây? Khiếp, nhìn trông kinh không? Would you look at that? À đây, ông anh đây. Ông anh của Finn đây. Không ai nói bọn em biết rằng là cái sản phẩm bọn em được trình diễn ở trên cái khu đặc biệt này. Sao anh vào đây được? Anh mua vé thôi. Thế còn em? Không quan trọng anh ạ. Em lẻ vào đây thôi còn đéo gì. À, chúng ta phải chụp ảnh các em ạ. Này, chụp bức ảnh. Anh cũng nên vào đây luôn đi. Ừ, anh đã giúp bọn em làm dự án này mà. I am not saying that. Thôi quay trở lại rồi, hết flashback rồi. Đúng rồi, mẹ cứ đang đánh nhau hồi tưởng mẹ một tập mẹ luôn thì chả thừa. Cứ đánh nhau là hồi tưởng, chứ còn một hai lần thì đéo ai nói đúng không? Một hai lần để giải thích thì đéo ai nói gì, cố tình mà. Nhưng mà căn bản là do chuyện nó coi như mọi người đều muốn biết kết cục như thế nào quá ấy. Thành ra là có hồi tưởng thế chứ hồi tưởng nữa mà cũng vẫn... Ôi ôi! Thôi tập trung vào game thôi nghe bạn, đéo hiểu em không thèm nói mình một câu nào luôn. Chém xong đi các bạn luôn. Finn, cậu cần phải biết rằng tôi không muốn nghe anh. Anh nói ít rồi. Cái này người ta gọi là về nhà sợ nhất vợ không nói gì đây. Ra đường sợ nhất công nông. Về nhà sợ nhất vợ không nói gì. Khổ lắm. Kinh đấy, kinh đấy. Gớm đấy, gớm đấy. Ây da. Làm sao đấy, sao nó không nhìn ra tôi? Phải chứ không phải, thằng này sao nó không nhìn ra tôi nhỉ? Nó không nhìn ra tao đúng không? Mày mù đúng không? Mù đúng không? Mù này, Thái Dương hạ san ngay. Thái Dương hạ san ngay. Ấy à. Đừng là tao điên lên.
gì đấy? Ấy nhà, bắn cái gì đấy? Bắn gì đấy cưng? Cưng bắn cái gì đấy? Toàn con chó nữa này. Xin rồi thôi. Đâu rồi em, đâu rồi? Anh chưa xong việc với em đâu, em đi đâu đấy? Còn trên này à? Yankees, talk to me. How's the evacuation going? Đang hỏi thằng Ganh xem là cái chuyện đi sơ tán của người dân như thế nào rồi. Ở trong thành phố bây giờ là mẹ, nó chỉ còn là một cái chiến trường người dân để sơ tán xong hết rồi. À đâu, vẫn chưa sơ tán xong à? Thế đéo là người dân vẫn chưa sơ tán xong à? Thằng bạn bị làm sao ý? Cứ tưởng dân sơ tán hết rồi, tự nhiên có một cái cơn bão đến đây mới đau chứ. Trời đang mưa to. Ở dưới đường thấy bắt đầu ít ô tô đi lại hơn mà thấy người đi bộ vẫn còn. Chả biết là đã sơ tán được bao nhiêu. Yankee, cậu nghe được tớ không? Yankee. Cảm ơn chấm. Có những bộ đúng mà đợi 20-30 năm vẫn chưa xong thật. Đồng thế. Tại mình đang dây vào trong cái trận chiến giữa hai bọn này này, đéo hiểu khổ. Dây vào trận chiến hai bọn này. Ủa. Khổ quá. Vừa nhá bọn kia, vừa nhá bọn này ạ. Bây giờ thành phố trở thành bãi chiến trường giữa hai phe bẽ rồi. Dừng tay lại các anh ơi. Bình tĩnh các bạn ơi. On the roof.
This is getting bad. Mày chỉ bắn tao. Bố con chó. Chỉ bắn tao à? Bố con chó. Đánh này đéo bao giờ cho xong. Tổ sư. Cho mày xử lý hết mấy cái vệ nóc nhà này mới được. Đâu chịu được. Ở cái rơi xuống này vẫn chưa chết à? It's our apartment building. Please don't burn down. Getting lost in the blizzard. Need to head toward the gunfire. Mày đánh nhau lắm thế. Miles, can you hear me? Yankee, I'm headed east. Where are you? Hiding in Tails Bodega. They're in Tails Bodega. I'm close, but I need to take care of Roxxon and the underground before the streets are safe. Mày cái màn này nó mẹ đánh nhau lắm thật đấy. Mệt. Chưa chết à? Mày bị tăng máu thật. Mày không chết à? Roofs are clear, but not the streets. Đi, khổ quá. Khổ quá. Đánh đến đéo bao giờ đây. Bớ làng nước ơi, tôi mỏi tay lắm rồi. Mỏi tay lắm rồi. Làm sao? Thế rồi đã bị làm sao kìa. Vào đây em. Vào đây. Đéo vào gì. Không vào à? Không vào. Ủa nó cháy được kìa. Ây à, kinh quá nhờ. Chảnh với bố mày.
khổ. Yankee. Không biết anh Peter Parker còn đang ở đâu. Ở đây rồi, đây rồi. Thanh niên anh kia đây rồi. Cả bà mẹ đây rồi. Chúng ta phải ra ngay khỏi đây thôi mọi người. Nổ mẹ nó rồi à. À, con phi nó bắt đầu rồi. Con phi nó bắt đầu khởi động cái quả bom rồi. Này, đừng bảo nó bắn vào bà mẹ nhá. Kia đánh nó đi. Cái tay giúp kìa. À, ông chú. Ra khỏi đây đi cậu bé. Ông chú đến rồi, ông chú đến rồi, ông chú đến rồi, ông chú đến rồi. Prowler đến rồi. Cháu có việc quan trọng phải làm đấy. Thôi phải vào, coi như là phải ba mặt một lời với phim thôi. Đi đi con. Rồi. Ông Prowler sẽ giúp để coi như là sơ tán những người còn lại. Con sẽ quay lại. Mẹ biết. Đi kiểm tra tất cả coi như là những cái căn nhà đây, gõ cửa từng nhà xem còn ai ở lại trong thành phố hay không. Ôi em ơi, đừng em ơi. No em ơi. Ôi dồi ôi, khiếp mà đấm người yêu đó. Em không biết em đang làm cái gì đâu em ơi. Bọn chúng xứng đáng với điều như thế này. Không, cái lò phản ứng. Thằng Gregor đã thay đổi cái cấu trúc lò phản ứng rồi. Em sẽ không chỉ phá hủy cái tòa nhà này đâu, mà còn phá hủy cả khu vực Harlem luôn. Anh định nói dối tôi à? Nó đéo tin mình. Ôi dồi ôi. Đánh cái kia. Ôi dồi ôi. Còn gì là người. Ôi. Anh quá muộn rồi. Thật như Vi hiếp đấy. Em ý này thì em nghĩ thế nào? Em nghĩ đấy được anh á? Nãy giờ anh nhường em ơi. Em hiểu không? Em tưởng đấy à? Nãy giờ anh nhường em ơi. Nghĩ gì? Cười ngờ. Trận đấu quyết định rồi anh em ạ. Trận đấu quyết định đi rồi. Anh không thể làm chuyện ấy được. Ấy là mồng mẩy thế. Tôi không thể để anh dừng tôi lại được. Nếu ai chơi kiếm thì em phòng này không chơi kiếm nhá. Vào đấy. Ây da. Ây da. Quên mẹ con này nó. Ây da. Từ từ. Tôi phải biết thêm về đòn đánh của nó đã. Ây da. Ây da. Ông con này đánh kinh quá. Ây da. Ủa. Vâng. Nóc nhà đã toàn. Nó đánh kinh vãi cứt đã. Ờ mẹ con này ra skill không delay luôn. Hách. À làm sao mà tao biết cái đòn đánh của mày rồi. À nó không ra đòn ngay, mình phải đợi đến khi. Ấy à. Đừng để anh điên lên. Anh đéo thức điên với em đâu. Đừng để anh điên lên cương ạ. Em đã đủ trình đâu. Đừng để anh điên lên. Đừng để anh điên lên. Lá chắn với anh á. Anh à. Ủa ôi. Đéo được à. Đánh nhanh cũng đéo đánh được. Đánh chậm cũng đéo đánh được. Thế thì chúng ta phải đánh theo mẹo anh em ạ. Mẹo. Don't you see what the reactor's doing? Destroying the plaza!
tearing down Krieger's monument. Thái Dương Hạ San. Sao con này nó không bị ảnh hưởng của Thái Dương Hạ San? Why won't you listen to me? Krieger couldn't change the reactor. He's not that smart. He's smart enough. Let me stop this. Quit moving! The Finn I knew cared more about protecting people than punishing them. It's the same thing! Mẹ kinh vậy. Please, Finn, I'm telling you the truth. That's a spark. I didn't want this. Mẹ. Nó đeo mặt nạ nhở. Nó đeo mặt nạ nó không bị Thái Dương Hạ San. Này tôi nghĩ đánh mẹ đến 20 lần mất. Don't you see what the reactor's doing? Destroying the plaza. Tearing down Krieger's monument. Tàng hình cái là nó dùng bom mà ném ngay. Còn này phun thật. Phun với tao này. If the plaza melts down, it'll take Harlem with it. Who faked you that? Krieger? I ran the number. Phun với anh này. You listen to me. Khôn. Krieger couldn't change the reactor. He's not that smart. He's smart enough. Let me stop this. Khôn với anh á? Vợ mà dám bố láo với chồng á? Hả? Vợ dám bố láo với chồng á? Tớ không, anh không đánh nhau với em. Chúng ta nói chuyện với nhau, em hiểu không? Nó dậy lại. Bây giờ phải vô hiệu hóa cái lò phản ứng đã. Nổ mẹ nó rồi. Úi xồi. Cái nhìn quen quen giống kiểu trong Yakuza cái vụ nổ toàn tháp Millennium ấy nhỉ. Finn, look, the reactor's still going critical. Soon we won't be able to stop it. À, vẫn có thể dừng cái này lại. I am not running away again. Ôi, sẽ không chạy trốn lần nữa đâu. Ồ, vẫn có cách dừng lại mà em ơi. Lò phản ứng nó vẫn có khả năng tắt được em ơi. Đừng em ơi. You are the one person I needed on my side. Suy nghĩ lại em ơi. Chưa quá muộn. Đâu em ơi. Súng đéo ở đấy. Chưa có một em bạn. Chánh đỏ kinh thật. Kết thúc thôi em. Nhà phải có nắp em nhá. Ây à, nhiều bánh đòn kinh vậy. Nhà có nắp em nhá. Chứ phải là nhà không có nắp nhá. Ây à. Úi xồi. Sập mẹ cả sàn xuống dưới á. Just wanted to chime in and let you know, so you don't worry. We're gonna be just fine if this building blows. Hell, we'll be fine if all of Harlem blows too. I mean, do you have any idea what kind of insurance we've got? Huh, the officers being the victims of a terrorist attack. Cảnh gớm nhở? Con này nó cũng tạo ra những súng ống liên tục và bắn kinh quá. Đừng lão với anh. Cưng ngạ. Cưng ngạ. Don't say his name.
Chậm một nhịp. Ép lào với anh. Lão với anh à? Lão với anh à? Đừng lao với anh. Mày nó dài thế. Tôi cho anh mọi cơ hội để có thể rời khỏi đây. Ui xô, ôi là đấm. Đúng là vì có khác. Đánh nó cứ như gãy ngứa nó đấm mình cái thế này thì gót điện khác đéo gì gót được cua. Mẹ cứ ra tốt đấm rớt à? Ôi giời ơi, cứ ra tốt đấm rớt. Tại sao muốn ngăn tôi rồi? Vì anh là Spider-Man. Ô lão à. Từ từ. Ôi. Ừ, anh nhìn lên. Đấy. Khá lắm em gái của anh cả. Thôi 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 thôi. Em yêu của anh ơi. Ba mặt một lời thôi. Ném kinh quá nhở. Sao? Sao? Bây giờ em làm sao? Hỏng mẹ bộ đồ rồi em làm sao? Xứng đáng làm vợ anh đấy. Chưa đủ trình đâu. Nó phản ứng tắt rồi. Nó lại phát ra lần nữa. Đi. Thành phố đi rồi. Thành phố đi rồi. Chuyện này không thể xảy ra được. Ủa, anh có thể dừng nó lại. Bây giờ em mới biết là mình nói thật. Ồ. Ôi dồi ôi. Hết lực. Cảnh này giống ở trong Spider-Man vậy. Giống trong Spider-Man 2 vậy. Có cứu được không? Ôi trời ơi. Ôi trời ơi. Em xin lỗi anh à. Đéo để mà đánh tao đến bây giờ mới xin lỗi à. Nó đấm tôi không trượt phát nào. Bây giờ nó còn mở mồm xin lỗi. Mình lỗi vãi gì. Truyền thống chết bồ. Ừ. Thật.
truyền thống chết bồ của một mình giờ phải lao vào để chắc là hy sinh để cho cái lõi phản ứng này nó không nổ. Không còn thời gian nữa. Mình phải hủy nó. Tắt quãng tắt nó đi. Chỉ một chút nữa thôi. Nó có thể nổ có những bất cứ lúc nào. Đến rồi. Bò. Em hiểu Peter Parker đâu, sang châu Âu thì cũng phải biết tình hình ở bên châu Mỹ nó thế nào chứ. Lên! Lên! Yếu được, hết lực rồi, con yêu đánh đau quá. Bây giờ em mới dậy à. Lại nhớ lại cảnh ông anh đây. Lúc ông anh trước khi chết. Khổ. Ô, tự nhiên có năng lượng kìa. Dồn dồn năng lượng, vận vận khí công. Vận khí công cho phát đánh cuối. Dồ. Vỡ mẹ bộ đồ rồi. Cháy bố nó bộ đồ rồi. Dồ. Không ăn thua luôn. Sức mạnh tình bạn có vẻ không ăn thua. Tầm này phải bắt đầu hồi tưởng rồi đấy. Đúng cái tầm này lại phải hồi tưởng. Hãy đưa họ ra dạ chỗ khác đi. Anh không thể coi như dừng nó lại được lâu hơn nữa đâu. Oh. Em này chắc biết là lỗi của mình. Ô. Oh. Làm gì đấy? Em làm gì đây? Ôi dồi. Ôi dồi. Kinh vậy. Nhéo gì bay tận vũ trụ kìa. Anh không thể. Rồi cứ để em đi đi. Nếu mẹ em định tự vẫn à. Em ấy định tự vẫn à. Điếu nào? Em ý chết để truyền cho thanh niên này cái nguồn năng lượng đủ để có thể hủy được quả bom. Em ý đi rồi. Ôi rồi ôi. Tự hủy. Đòn tự hủy. Bỏng hết cả người. Mọi người có an toàn không ngạ? Mọi người đều an toàn con nạ. Truyền thống mà. Còn Finn. Finn tan nát mẹ nó rồi. Thế đéo nào nổ trên cao mà lại dừng được cái lò phản ứng ở dưới đất là thế đéo nào tôi chả hiểu đéo cả. Hả anh em? Các lò phản ứng nó đang ở dưới đất. Tại sao nó lại bay trên trời? Xong cho nổ thế nào? Tôi chả hiểu. Anh em thể dính cho giải thích cho tôi được không? Anh em là hỏi giỏi vật lý giải thích cho tôi được không? Tôi chả hiểu đâu. Vẫn đeo mặt nạ để che danh tính à? À do à nhện nó hút sạch năng lượng của lò à? À mai nó hút vào rồi đúng không? Thảm nào mẹ. Mình bảo quái. Hóa ra thanh niên lúc đấy là hấp thụ vào à? À định hấp thụ vào à. Thế là em kia coi như là hy sinh đúng không? Lấy em kia là nhận lấy toàn bộ nguồn năng lượng đấy.
hút hết vào người chính mình cho nổ. Hồi anh em giải thích tôi mới nhận ra anh em thông minh thật đấy. Thì nói nhỉ, anh ấy là Spider-Man của chúng tôi. Bây giờ thành phố bắt đầu công nhận Spider-Man mới rồi. Không còn như trước đây là cứ hỏi về Peter Parker nữa. Bây giờ là bắt đầu công nhận Miles Morales là người nhện của chúng tôi rồi. Thầm, quả nổ đấy thì người nhện cũng chết. Chứ chả phải là quả nổ đấy thì người nhện chịu được. Nổ quả đấy người nhện chết. 4 tuần sau. À thằng này bắt rồi. Thằng Simon Gregor bị bắt rồi. Con đường đi đến thành công là chết bồ. Thằng này vào tù rồi. À, ông chú thằng này cũng phải đi tù bởi vì đã từng phục vụ cho thằng Simon Gregor nhưng mà được cái án tù nhẹ hơn. Chúng ta nhận ra một điều rằng là cùng với nhau phù hợp chúng thì thành phố trở nên mạnh mẽ hơn. À, đã tàn gái khác rồi. Con mẹ đâu hiểu. Đã tàn gái khác rồi. Thằng này nhanh thế. Người yêu chết mới được có 4 tuần à. Mà thế đéo nào đã tàn gái khác rồi. Thằng này được đấy. Khá đấy. Được. Gớm đấy. Phần 1 bố chết, phần 2 bồ chết. Sau lưng người đàn ông thành công là người đàn bà gục xuống. 4 tuần anh ấy lại vui vẻ nhảy nhót như không luôn. Peter lúc này đang đánh Thanos á. À đấy, Peter đấy. Nếu hiểu trông cái dáng đứng trông gay không kìa. Em mặc bộ này trông ngầu quá. Tôi thấy bộ này vẫn bộ đẹp nhất nhỉ. Bộ của Peter vẫn bộ đẹp nhất. Rồi, mà công việc ở đây bắt đầu dễ dàng hơn. Nhưng mà có một số việc vẫn không hề dễ dàng hơn đâu. Roxxon did this uptown because they saw us as disposable. Me, Rick, Finn, all of Harlem. But I think part of our job is making sure they can't get away with it. Một phần công việc của chúng ta là khiến cho bọn Roxxon không thể nó trốn chạy được. Chúng ta coi đó như là lời thề nhện. Go time. Đi chứ. Go time. Đi. Trông Miles Morales mặc bộ này nhìn cái kiểu Black Panther nhỉ. Sợi, mẹ bây giờ hai người nhện cùng phối hợp thì quá đẹp mẹ luôn.